Đây, vấn đề in ấn thì mọi người sẽ khi mọi người đã chia được bộ môn này rồi, in ấn thì mọi người chỉ cần dùng Ctrl P này, mọi người chọn in là PDF hoặc là bây giờ trong Revit này nó có phần export là ra PDF luôn, mọi người hiểu không? Mình để select cái việc là chọn view nào ra PDF. Nó ở đây nó có phần select à, là check all, đây là hai này, check này là chọn hết, đúng không? Mình có thể chọn được hết mà, đúng không? Thì cái này nó là sub PDF, còn nếu mình Ctrl P mình chọn qua máy in ảo là PDF đây, Microsoft PDF mình chọn đây là tất cả vào một lựa chọn đây, tên file lưu ở đây, tức là chọn select đây, chọn đây là để nó tất cả nó vào cùng một file. Còn select đây thì mọi người sẽ thấy chọn này bỏ view đi, mọi người sẽ thấy đây là toàn bộ đúng không? Mình có thể check all là ra là in toàn bộ. Còn nếu mà ví dụ như là mình bỏ phần bìa phần này đi, Windows này bỏ này đi chẳng hạn, cái này đúng không? Mình có thể save as, mình lưu đây là 2/1/05/19 nhá, ghi vào đây là sinh nhật bác chẳng hạn, đúng không? Đấy, ok, ví dụ như này, ok, chọn thì mình sẽ chọn ở đây là gì? Mình chọn ở đây ấy, mình chọn đây ấy, nó là default hay là chúng ta chọn một khổ giấy? Thì các bạn chọn room 100% này, khổ giấy các bạn chọn khổ A mấy, A3 này, thì các bạn phải save đây, cái này là A3 đúng không? Nhà A3 các bạn đi đen trắng hay in màu, nên đi in màu. Đây ở đây các bạn sẽ thấy là nó hai group plan này, hai rep plan này, các bạn thấy không? Cái này này nếu các bạn tích đi là sẽ làm sao hiện, đúng không? Hai nếu như ẩn đi thì nó tích vào đây thì nó sẽ không hiện là rep plan và group plan đấy. Ok, in landscape, ok, ta xếp lại, ok rồi. Cái này chúng ta có thể là chọn như này rồi chúng ta có thể là thoát ra cũng được. Rồi chúng ta vào đây chúng ta sẽ cũng có chọn đây là export PDF, chúng ta chọn đây, select chúng ta chọn đây này, sinh nhật bác này, được chưa? Đấy, chúng ta xuất ra vẫn được, thì nó sẽ có lần in. Ví dụ sau này các bạn sẽ in là thiết kế cơ sở, thiết kế thi công, là in những bản vẽ nào cần, in những bản vẽ nào thì chúng ta sẽ cần như vậy. Ctrl P này, ví dụ như các bạn chọn này, ok, nhưng là chỉ việc in thôi, mình lưu ở đâu chẳng hạn đây. Ví dụ như đây và là không lưu đây, mình lưu vào server, đây là nhiều quá. Đâu quản lý mấy cái ổ này hết này nha. Output ok, nhiều đây là 12/1/05/19 rồi nha, sinh nhật bác các bạn là xong rồi đấy. Đấy, in xong rồi đấy. Đấy, hồ sơ xong rồi đấy nha, thấy không? Còn sau này các bạn bổ sung thêm bản vẽ thêm gì thì thêm, còn xuất két cũng vậy, vào file đây
đi kèm nhé, xuất PDF thì phải đi kèm xuất theo két, ví dụ các bộ môn là két đây thì mình chỉ chọn vào là cái gì thôi, chọn vào sinh nhật bác này này đúng không, có nghĩa nó có thiết kế cơ sở từ ngày bao nhiêu mình muốn in bản vào ngày bao nhiêu, mình muốn in lại với ngày bao nhiêu thì mình chỉ cần đặt tên nó thôi, nó có nhiều cái việc để mình lựa chọn mà nha, ví dụ như này xuất bản này next nha, chọn này. Nhiều lớp quá ông nào chia sẻ lên YouTube một tí. Ket. Chọn đây 2007 được chưa? Các bạn đây thì nó không bị xchép này. Vào đây này. Còn khi mà ok, khi mà các bạn chọn đây là chúng ta đã chọn được cái file mà chúng ta mong muốn là ok. Thì khi vào đây chúng ta cũng setting này. Ví dụ như chúng ta muốn chọn ở đây là export room này, spec này, nó là polyline, với là những cái này nó sẽ là đường liền, nó không bị làm sao, không bị vỡ text đúng không, không bị vỡ text thì chúng ta sẽ tích vào cái phần là share coordinate, là phần share coordinate là đúng tọa độ này, đây tích vào phần solid này để là polymax đúng nha, là cái text nó không bị vỡ. Nên màu chúng ta chọn layer, còn chúng ta muốn layer chuẩn thì sau này nó cũng có thể lốt một cái layer ở ngoài vào đấy nhá, ví dụ như là bên tôi có một cái để xuất két chẳng hạn, cái layer này nhỉ, ok tôi vào đây thì các bạn sẽ thấy này, bọn tôi đã có một cái layer, các bạn sẽ thấy đây này, này các layer nó thay đổi tên này, xuất két này, bản két đấy thường ấy nó sẽ thay đổi màu theo cái layer của bên tôi, xuất export chọn 2007 từ từ á, muốn chọn thằng này thì mình phải chọn luôn đây zero, chọn đây là 2007, lúc nào xuất ra cũng phải là 2007 được chưa, ok mình xuất bản này quan trọng phết đây các bạn nhé, làm được rồi nhưng không in được. Này output này ok, xuất bản cứ bỏ này ok, ok rồi thì mọi người sẽ vào đây, mọi người sẽ thấy một két này, mọi người thấy không đấy, trong có một cái đuôi tên rất dài đúng không.